Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật mà ươm hạt giống làm sao mà cho nó lên đều dành cho những bạn mà mua hạt giống của bên mình đó các bạn. Thì mình có để số điện thoại cũng như là cái Zalo đó, thì bạn nào cần thì cứ liên hệ mình ha. Mà để mà ươm cà pháo mà cho nó lên đều và nó không có mà bị vàng lá các bạn, thì các bạn chuẩn bị cho mình là cái hạt giống ha, và các bạn có thể là trộn với tro hoặc cát rồi chúng ta rải, chúng ta ươm nha mọi người, cũng rất là đơn giản ha. Ở đây thì mình chỉ sử dụng cái giá thể là cái sơ dừa thôi. Cái lý do mình chuẩn bị cái sơ dừa các bạn là khi mà mình trồng như thế này nè, mà lỡ mà nó có dày quá thì chúng ta nhổ lên các bạn, thì cái cọng sơ dừa các bạn thì nó sẽ dính vào cái cây cà pháo của mình và chúng ta đục lỗ và chúng ta trồng thôi, nó rất là gọn lẹ luôn, chúng ta không phải xử lý như những cái vấn đề khác nữa đó. Và khi mà mình ươm cái hạt giống này, các bạn có nhiều bạn là hỏi mình là có lót phân gì hay không, thì đối với cái cà pháo này thì nó rất là dễ lên nha mọi người, chúng ta không có lót phân nha mọi người ha, chúng ta cứ gieo bình thường thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý cái sơ dừa hoặc là cái tro đen á, là các bạn là phải xử lý nó trước, có nghĩa là chúng ta ngâm nước nó khoảng đâu là 3-4 bữa vậy các bạn. Ví dụ như là cái tro đen á, thì phải xử lý đi cái độ mặn của nó, còn cái sơ dừa thì phải xử lý đi là cái độ chát của nó, thì chúng ta ươm lên là nó mới lên đều nha mọi người ha. Và chúng ta ươm thì khoảng đâu là 4-5 bữa thì nó mới nứt mép và nó nảy mầm nha mọi người. Còn nếu như là các bạn mà biết ủ thì các bạn ươm thì nó sẽ nhanh hơn ha. Nhưng mà thông thường các bạn thì các bạn không biết ủ đâu, nói chung là không, bạn không biết ngâm đâu, đa số là những cái người bạn mới thôi, thì do đó thì bạn cứ gieo tự nhiên đi ha, thì vài bữa thì nó sẽ lên thôi. Thông thường thì chúng ta tưới nước cái vườn ươm với các bạn thì một ngày thì chúng ta tưới một lần thôi, chúng ta tưới sương sương thôi nha mọi người, chúng ta không cần phải tưới nhiều đâu, đặc biệt là chúng ta không lót phân ha. Tại vì nếu như là các bạn không biết lót phân á mà các bạn rải hạt giống vô, có khi là nó bị hao đùa con và nó chết ha. Tại vì cái phân hóa học á các bạn là nó cái đạm của nó rất là cao luôn, mà cây của mình nó yếu, nó sẽ bị bứt rễ, nó chết đó. Thì do đó thì các bạn lưu ý ha. Rồi khi cây nó khoảng đâu 25-30 ngày thì mình có thể là mình bứng ra mình trồng nha các bạn ha. Nếu như là các bạn muốn ăn dai khoảng đâu là hơn 1 năm á, thì các bạn cứ trồng từ 5 tấc trở lên là ok nha các bạn ha. Thì mình cũng có quay một số cái mô hình mà xen canh á, thì các bạn cũng có thể xem được. Ở đây thì mình xen canh với bưởi nha mọi người ha, có quay cho các bạn xem một số mô hình đó. Hạt giống thì các bạn cứ liên hệ mình, và bên mình á là có nhóm tìm đầu ra cho khách ở toàn quốc luôn. Nói chung là bạn ở tỉnh nào cũng được hết. Nói chung là mình có cái nhóm là chuyên trồng cà pháo á, hiện tại là gần 2.000 người đang tham gia rồi. Nó thì các bạn cứ có thể là tham gia nhóm mình nếu như là các bạn mua hạt giống bên mình ha. Và mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái vấn đề mà khi mà các bạn trồng, như ví dụ như cây cà pháo mình nó bị vàng lá thì sẽ xịt những dòng thuốc gì, ví dụ như là thằng Nativo cộng với thằng Antacon á, là sau đó thì mình sẽ xịt dưỡng lại với thằng Atonit các kiểu nha các bạn ha. Đó. Ở đây thì vườn ươm mình đơn giản thôi, trước đó thì mình có là phủ lưới lên rồi, nhưng mà nay nó đã lớn, các bạn mình dẹp lưới ra luôn cho nó hấp thu cái ánh nắng mặt trời đó, cho nó mau lớn nha mọi người ha. Lên rất là đều nha các bạn có thể là xem được. Rồi mình xin chào.